600 rồi. Nuôi được 2 tháng rồi. Đi về thôi. Đi chơi. Nuôi.
Đẹp lắm mọi người, chim đẹp lắm. Đẹp thật đấy. Ta tủ. À. Đa số là họa mi không à. Đây có khi được coi là họa mi lớn nhất vùng Tây Bắc mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.